Thì ngày thơ ấu, ai trong mọi chúng ta cũng sẽ có những ước mơ, ấp ủ những hoài bão về một tương lai tươi sáng của mình. Nhưng rồi với những bão tố cuộc đời thì có vẻ như mọi chúng ta đều bị cuốn theo nhịp sóng xô bồ, mà các ước mơ ấy thì cũng bị phai nhạt dần. Chưa kể có rất nhiều những bạn trẻ chúng ta đang dần rơi vào tình trạng mơ ngủ và không nhìn ra được những chuyện đúng sai. Để giúp các bạn chúng ta sống lại tiếp tục những ước mơ, sống lại cho cuộc sống Kitô hữu, tốt lành và công dân lương thiện, sau đây con xin được kính mời cha Phêrô Phạm Huy Hoàng sẽ tiếp nối chương trình bằng bài chia sẻ của Ngài. Con xin được trân trọng kính mời cha. Kính thưa cha giám tỉnh, quý cha, quý tu sĩ nam nữ cùng tất cả các bạn trẻ rất thân mến. Vì hôm nay chúng ta tính nguyện mùa chay, cho nên cha cũng muốn là để cho chúng ta có một bầu khí nó thinh lặng hơn, đặc biệt là xoay quanh cái chủ đề về chữ mơ. Từ đó để chúng ta đối chiếu với lại Kinh Thánh, rút ra những bài học cho bản thân mình, đặc biệt là trong tháng 3 này, tháng mà chúng ta đang đến đỉnh cao của mùa chay thánh, là chúng ta tiến tới tuần thánh, để mỗi chúng ta dọn mình một cách sốt sắng trong Chúa Kitô và ước mơ những điều mà chúng ta thực hiện luôn được đẹp lòng Chúa. Cho nên cha đi tìm một cái chủ đề nó phù hợp với giới trẻ trong Kinh Thánh, thì cha thấy mùa chay nó có cái câu chuyện của cái người con thứ trong cái dụ ngôn người cha nhân lành, nó bắt đầu được khởi đi để chia sẻ với chúng ta hôm nay. Một giấc mơ muốn thay đổi cuộc sống. Người con thứ nói với cha: thưa cha, xin cho con phần tài sản con được hưởng. Và người cha đã chia của cải cho hai con. Ít ngày sau, người con thứ thu góp tất cả rồi chạy đi phương xa, mang theo một viễn cảnh mà mình mơ mộng đầy những thú vui. Liệu ai trong chúng ta cũng đang có một giấc mơ về đời mình? Thế nhưng mà nhiều khi cái giấc mơ nó mang tính vô tư tự tại, với những điều vẽ ra rất là bay bổng cho cuộc sống mình. Đành rằng mình cứ mơ đi, vì không ai phải trả tiền cho những giấc mơ. Cho nên nhà thơ Lệ Lan có viết cái bài năn nỉ, bài thơ năn nỉ như thế này: tôi đang mơ giấc mộng dài, đừng lay tôi nhé cuộc đời chung quanh. Tôi đang mơ thấy màu xanh ở trên cây cỏ rất lành rất thơm. Tôi đang mơ thấy màu hồng của tôi thay đổi luôn luôn theo trời. Hoàng hôn màu đỏ mây tươi, bình minh nắng sáng ấm trôi vào lòng. Những vì sao tím đất trong, mảnh trăng vàng rỡ chờ mong tôi nhìn. Tôi mơ nhìn thấy con tim, tình yêu như cánh chim bay tuyệt vời. Đừng lay tôi nhé cuộc đời, tôi còn trẻ quá cho tôi mơ màng. Nhiều bạn trẻ chúng ta thích mơ những giấc mơ đầy màu sắc và phiêu lưu. Và vì vậy cho nên có nhiều bạn thích đi những nơi xa, chụp những tấm ảnh đẹp và check-in lên cho mọi người thấy tôi đã đến đây rồi. Những phương xa đấy có thể là những thành phố hoa lệ, những nơi rất đẹp. Và cũng đã có một số người trẻ với những giấc mơ chạy đi phương xa đó mang lại những thành công nhất định. Thế nhưng mà cũng có rất nhiều người long đong vì những giấc mơ đổi đời thay cuộc sống đấy, nhiều khi gặp những trắc trở trong cuộc đời. Cha thấy ở trên mạng nó đưa hai cái tấm hình. Một cái tấm hình là một đoàn phu kéo xe ngày xưa, và một hình bên cạnh là một đoàn những người mặc áo chạy Grab. Người ta đưa ra một cái hình là ngày xưa phu kéo xe toàn là những người thất học, ngày nay những người chạy xe Grab toàn là những người tốt nghiệp đại học. Bởi vì không tìm được việc làm cho nên phải chạy xe Grab tìm kế sống qua ngày để bám trụ ở thành phố, nơi mà trước đây khi ra khỏi làng quê của mình, họ muốn tìm một giấc mơ đẹp. Cũng có những người bị thất nghiệp,
Khi mà các văn phòng công ty, xí nghiệp cắt giảm biên chế, rồi lại quay về tình trạng phải kiếm cách khởi nghiệp lại. Khi hôm trước Tết vừa rồi, khi trên mạng cha đọc thấy một cái YouTube, họ nói đến câu chuyện hai vợ chồng trẻ thuê trọ ở Bình Tân. Trong những ngày giáp Tết, họ chỉ còn có 35.000 trong túi và 5 gói sữa Vinamilk để nuôi đứa con nhỏ. Mỗi một ngày, họ chỉ được đi làm có 2 tiếng, nghĩa là hai vợ chồng chỉ đi làm cầm chừng mỗi một người ngày có 2 tiếng và họ chỉ còn có trong tay 130.000, còn đang nợ 2 tháng tiền nhà. Chắc hẳn là họ cũng đã có một giấc mơ về Sài Gòn để mà có thể có được công ăn việc làm tốt và đổi đời. Nhưng mà thực tế rất phũ phàng. Cũng có những người đã không xây dựng được giấc mơ của mình và ngã gục trên hành trình đổi đời ấy. Chúng ta đã nghe cái câu chuyện 39 người trẻ Việt Nam bị chết trong cái container khi muốn vào nước Anh cách bất hợp pháp. Đó là một nỗi đau của những bạn trẻ quyết tâm muốn đi tìm giấc mơ cho cuộc đời mình, nhưng mà họ đã gặp những thách đố và ngã quỵ trên đường đời. Tháng 2 vừa rồi thì tháng 2 năm ngoái, cha có qua bên tiểu bang Tennessee thì có tham gia một cái buổi sinh hoạt ca đoàn, có chị em tam ca áo trắng. Thì ta thấy một số các bạn ở ngoài miền Trung, ở Vinh, Nghệ An, họ qua bên Tennessee, nước Mỹ, bất hợp pháp. Thế cha hỏi thăm họ thì họ đi từ Việt Nam qua Nhật, rồi từ Nhật tìm cách qua Anh, rồi từ Anh tìm cách qua Mexico, rồi từ Mexico vượt biên đường bộ để đi vào tiểu bang Texas, rồi bị bắt. Bắt ở đấy vì họ không phạm tội gì cho nên được thả ra, và họ tìm cách đến Tennessee vì có một người quen ở đấy. Và ở đấy họ tham gia sinh hoạt ca đoàn, chấp nhận một cuộc sống bất hợp pháp trên đất Mỹ. Hôm đó có một bạn đứng lên tham gia ca đoàn và nói: em mới vào ca đoàn, xin cha và các anh chị giúp đỡ em. Tự nhiên cha xúc động lắm, bởi vì thấy họ đi tìm một giấc mơ để thay đổi cuộc đời mà sao vất vả thế. Mình đi chính quy bằng đường máy bay mà mình thấy còn mệt. Đằng này họ phải đi một đường vòng rất xa, mà bây giờ ở đi trên đất Mỹ họ hoàn toàn là bất hợp pháp. Nếu có một thách đố gì thì không biết cuộc đời họ sẽ ra sao. Cho nên chúng ta thấy cái hình ảnh người con thứ xin cái gia tài của cha mình và chảy đi phương xa, có lẽ nó cũng rất bấp bềnh. Tin Mừng nói, ngay sau cái đó thì Tin Mừng nói, ở đó anh ta sống phóng đãng, phung phí tài sản của mình. Như thế có thể cho thấy rằng thực tế không phải tất cả những người nào muốn cái giấc mơ để thực hiện một cách tốt đẹp thì đều thành công. Có những người đã rơi vào dục vọng, lạc thú, sống phóng đãng cuộc đời như câu chuyện của người con thứ. Hôm rồi thì có một bạn thanh niên đến gặp cha và sau khi tâm sự xin xưng tội. Bạn ấy 26 tuổi, vừa ra tù, vừa mãn hạn tù 5 năm vì nghiện ngập ma túy. Bây giờ thì đến mùa chay thánh đến xưng tội và hứa rằng con sẽ đổi đời. Thực sự thì cha cũng rất là xúc động vì thấy một cái bạn mà đã nghiện ngập ra tù mà đã xin xưng tội, tâm sự xong rồi xin xưng tội, thì cha cũng khích lệ bạn ấy và nói hãy cố gắng lên, bởi vì thực sự không dễ dàng để làm lại, nhưng nếu con quyết tâm Chúa sẽ chúc lành cho con. Tôi hy vọng là bạn ấy có thể được Chúa chúc lành để hoán cải trong mùa chay thánh này, để làm lại cuộc đời của mình. Mới đây 3 ngày, cha cũng đi sức dầu cho một người. Người đấy thì không phải là giáo xứ Hóc Môn. Họ ở đâu? Ở Tít, ở Đồng Nai. Về trọ Hóc Môn và đi làm 10 năm rồi, không có tham gia sinh hoạt, không có đi lễ nhà thờ.
Bây giờ thì bị ung thư thanh quản giai đoạn cuối. Rồi một người em ở quận 12 mới xin để sức giàu. Lúc đấy mới biết là ở cái khu trọ đó có cái người này. Cha đến ra sức giàu thì có một thân một mình nằm trong cái phòng trọ. Già rồi, cũng phải là 65, 66, 67 gì đó. Sau khi giải tội và sức giàu xong thì cha hỏi là thế người nhà đâu, vợ con đâu? Thì ông không trả lời. Mãi sau thì cô em đứng ra ngoài mới nói là anh con có vợ và 4 đứa con, nhưng đến lúc này không một đứa nào nó đến với bà nó. Thôi thì cha không có hỏi cái quá khứ hay là cái chuyện gì, nhưng mà chúng ta thử nghĩ coi, có bao giờ nghĩ rằng là đến cuối cuộc đời, cái giai đoạn cuối của cái bệnh ung thư, có vợ và 4 đứa con mà không ai ở bên cạnh mình, một thân một mình ở phòng trọ. Thử tưởng nghĩ coi, nếu hồi tố lại về thời gian, chắc là ông ấy đã từng nghĩ rằng mình vào cuộc đời này xin Thiên Chúa ban cho mình cái của cải là sức khỏe, sự sống, thời gian để đi vào cuộc đời này và chảy đi phương xa thì cũng phải có một cái điều gì tốt. Nhưng mà đâu có nghĩ rằng cuối đời, khi mà ở giai đoạn cuối của bệnh ung thư, vợ và 4 đứa con không một ai ở bên cạnh. Như vậy chúng ta thấy điều gì? Một sự phũ phàng khi đối diện với thực tại cuộc đời. Điều mà chúng ta khẳng định là không phải chúng ta sai về giấc mơ, về những điều mà mình mơ ước, nhưng cái sai là chính mình đòi cái quyền và sử dụng cái sự tự do một cách vô lối, để cho bản ngã dục vọng thấp hèn nó lôi kéo, khiến cuộc đời mình phải đi vào ngõ cụt. Một Thiên Chúa đã tạo dựng chúng ta, sẵn sàng nhường chỗ cho chúng ta cái quyền để cai quản vũ trụ, và Ngài trao cho chúng ta sự tự do. Tự do là vốn quý giá mà Thiên Chúa ban cho từng người. Từ đó mà chúng ta có thể định đoạt phẩm giá hay là thất bại trong cuộc đời là do mình. Chính cái tự do đó, nếu đi trong đường lối của Chúa, thì chúng ta có thể có được những giá trị tốt đẹp của đời mình. Nhưng mà chúng ta thấy thực tế, không phải ai, tất cả ai cũng dùng sự tự do để phù hợp với con đường trường sinh của mình. Chắc chắn có những người cũng có thể đã mất linh hồn vì sự lạm dụng tự do đó. Nhưng mà Thiên Chúa không thể can thiệp được, bởi vì Ngài tôn trọng điều Ngài đã tạo dựng nên phẩm giá con người, đó là sự tự do. Như vậy, như chàng thanh niên đòi cha mình chia tài sản, đó là sự sống, thời gian, sức khỏe, khả năng, tài khéo, để rồi muốn làm chủ điều đó và đi vào cuộc đời chảy đi phương xa. Rồi thì họ đã tiêu xài hết của cải và Thiên Chúa ban không đúng cách. Vậy thì giờ đây chúng ta hãy cùng dừng lại để xem lại cái hình ảnh đó do các bạn trẻ nhóm Đồng Bosco Ảng minh họa, để chúng ta tạm có thể suy gẫm.
cha nỗi dương vui khôn cùng. Lệ mừng đắp đôi mi thấy tâm tư hạnh phúc, đời quên hết bao ưu phiền, tránh xa bao lạc thú. Giờ con đã ăn năn rồi, đến nương thân cùng cha. Con giờ đây tự hỏi những đam mê lầm lỗi trong đời, bao ngày tháng đi hoang thấy xót xa tâm tư lạc loài. Con nguyện xin Thiên Chúa hãy dung tha ngày tháng chót phàm, xin Ngài khương thương ban nguồn ơn thánh xóa tẩy hồn con giờ đây tự hỏi những đam mê lầm lỗi trong đời, bao ngày tháng đi hoang thấy xót xa tâm tư lạc loài. Con nguyện xin Thiên Chúa hãy dung tha ngày tháng chót phàm, xin Ngài khương thương ban nguồn ơn thánh xóa tẩy hồn Chúng ta qua cái phần thứ hai, giải nghĩa giấc mơ trong Thánh Ý Chúa. Chỉ vài ngày nữa thôi, trong mùa trai thánh này, chúng ta sẽ mừng lễ Thánh Giuse, một vị thánh mà có thể nói là Ngài đã có 4 lần phân định Chúa qua giấc mơ. Thứ nhất, lần thứ nhất là đang khi định tâm lìa bỏ Đức Maria cách kín đáo vì không muốn tố cáo mẹ Maria, thì sứ thần Chúa hiện đến trong giấc mơ báo mộng cho Ngài: đừng ngại nhận Maria vợ ông về, vì người con bà cưu mang do quyền năng Thánh Thần. Khi tỉnh giấc, ông Giuse làm như sứ thần dạy. Lần thứ hai, sứ thần cũng hiện ra trong giấc mơ và báo cho Giuse: này ông, dậy đem hài nhi và mẹ người trốn sang Ai Cập, vì Herode sắp tìm giết hài nhi. Thế rồi Giuse liền trỗi dậy, đang đêm đưa hài nhi và mẹ người trốn sang Ai Cập. Lần thứ ba, sứ thần cũng lại nói với Giuse trong giấc mơ: này ông, dậy đem hài nhi và mẹ người về đất Israel, vì những kẻ tìm giết hài nhi đã chết rồi. Thế rồi Thánh Giuse định về miền Giu-đê, nhưng lại nghe biết là ở đấy ông Akelao, kế vị Herode, cai trị ở đó, và ông này cũng rất là ác. Cho nên lại một lần nữa trong giấc mơ, Giuse được báo mộng đưa gia đình mình về miền Galilê tại thành gọi là Nazareth. Vậy chàng trai Giuse cũng lại có những giấc mơ. Các nhà tâm lý quả quyết rằng tất cả mọi người đều nằm mơ, mặc dầu nhiều người khi tỉnh dậy không biết là mình có mơ lúc ngủ hay không. Đôi lúc chúng ta cũng có những giấc mơ đẹp, nhưng cũng có lúc chúng ta gặp những giấc mơ sợ hãi. Có nhiều giả thuyết về nguồn gốc các giấc mơ. Ngay cả nhà phân tâm học Sigmund Freud cũng định nghĩa giấc mơ là những bài thơ chúng ta tự ngâm lúc ban đêm để sống thực những ước vọng nằm trong vô thức. Nhiều người khác lại nghĩ rằng mơ là cách chúng ta ứng xử khi gặp những tình huống ngặt nghèo. Cũng có những người coi giấc mơ như là một loại trị liệu tâm lý khi ngủ. Và rồi có cả một kỹ nghệ chuyên giúp cắt nghĩa những giấc mơ, thường là trong việc giúp người có giấc mơ hiểu được sâu xa hơn về chính mình. Trong Kinh Thánh, giấc mơ thường được mô tả như dụng cụ mặc khải của Chúa. Qua giấc mơ, Chúa hướng dẫn một người vào một thời điểm quan trọng, việc phải làm hay là nơi phải đi.
Những giấc mơ của Thánh Giuse cho thấy khi tỉnh dậy, Ngài thực hiện một cách mau chóng. Tại sao lại dễ dàng như vậy? Muốn để thực hiện mau chóng thì phải là người luôn sống công chính trước mặt Chúa, nên mới có thể biện phân giấc mơ trong nẻo chính đường ngay được. Phải là người luôn có một mối dây liên kết với Chúa một cách thường hằng, nên khóe nhìn đức tin luôn hướng giấc mơ đời mình về Thiên Chúa. Chính đức tin và sự liên kết với Thiên Chúa chặt chẽ đã làm cho những giấc mơ có thể không phù hợp với sở thích của mình, thậm chí là đi ngược với lại cái xu hướng của mình, đòi hỏi phải vất vả mới thực hiện được. Thánh Giuse cũng cho ta thấy việc Ngài thực hiện những giấc mơ trong cuộc đời mình đã đem lại một giá trị rất lớn lao cho lịch sử ơn cứu độ. Dù lớn lên trong bất cứ hoàn cảnh nào, giàu sang hay nghèo hèn, nông dân hay trí thức, đều có những ước mơ và hoài bão. Đó là nguồn động lực đưa con người tiến đến thành công trên đường đời. Ước mơ là điểm xuất phát cho sự phát triển của con người, cho một gia đình, cho xã hội và nhân loại. Đức Thánh Cha Francisco mời gọi chúng ta hãy có khả năng mơ ước, bởi vì chúng ta mơ ước những gì cao đẹp, những gì tốt lành, chúng ta sẽ tiến gần hơn đến ước mơ của Thiên Chúa, tiến gần hơn đến những gì Thiên Chúa mơ ước nơi mỗi người chúng ta. Các bạn trẻ hãy có khả năng mơ ước, hãy có khả năng mang lấy những khó khăn thách đố gặp phải trong những ước mơ ấy. Nguyện xin cho tất cả chúng ta lòng tin ngày thêm lớn mạnh trong sự âm thầm bé nhỏ. Hãy nhớ rõ cái ý tưởng Đức Thánh Cha Francisco nói là phải có những ước mơ cao đẹp và tốt lành thì chúng ta sẽ tiến gần đến ước mơ đến ước mơ Thiên Chúa, đến gần hơn cái điều mà Thiên Chúa mơ nơi mỗi người chúng ta. Có cách đây cũng mấy năm, cha khi mà chưa làm cha xứ thì một tuần thánh hay đi ra giúp ngoài Bắc. Thì cái dịp đó cha đến cái giáo xứ An Tràng của giáo phận Bắc Ninh. Giáo xứ đấy là lâu lắm rồi không có cha xứ. Có cha Nguyễn Huy Liệu, Ngài được về đấy coi xứ đấy là sau rất nhiều năm Ngài mới về. Rồi thì ở xứ đấy có rất nhiều họ lẻ. Thì cái đêm, cái lần đó là đêm vọng phục sinh, cha Liệu có mời cha đi làm lễ vọng phục sinh ở một cái giáo họ cách cái nhà thờ An Tràng đấy khoảng chừng 17 cây số. Họ An Tràng, cái giáo họ đấy thì được đức cha Cosma Hoàng Văn Đạt đổi tên, trước đây là một cái họ là tên Vôi, bây giờ được đổi tên là giáo họ Y Nhã. Giáo họ đấy, cái hôm mà cha đến làm lễ vọng phục sinh là đúng 70 năm lần đầu tiên họ mới có lễ vọng phục sinh tại cái giáo họ đấy. Thì khi đến sớm nghe nói chuyện thì có mấy bà cụ đến gặp nói chuyện, thì có hai bà đến bắt tay vồn vã lắm. Và chính hai bà mới nói là họ của chúng con 70 năm lần đầu tiên mới có lễ vọng phục sinh. Thì họ mới kể là năm 54, là sau biến cố năm 54, nhà nước đã có ý định lấy cái giáo họ này để làm cái kho lúa của hợp tác xã, cho hợp tác xã. Bởi vì đâu có linh mục, đâu có đến làm lễ, cho nên nhà nước muốn trưng dụng để làm kho lúa của hợp tác xã. Mọi người có đạo ở vùng đấy đã di cư hết, chỉ còn có hai gia đình có đạo ở lại. Và hai gia đình đó quyết tâm là sáng và chiều mở cửa cái nhà thờ giáo họ đấy để đọc kinh lần hạt thôi. Hai gia đình họ quyết tâm đọc kinh lần hạt mỗi ngày trong cái giáo họ đấy để giữ. Và họ mơ là mai ngày cái giáo họ này được hồi sinh. Họ đã mơ. Và cái ngày họ kể cho cha là nó là họ nói là: thưa cha, 70 năm rồi giáo họ chúng con lần đầu tiên mới có lễ vọng phục sinh. Điều mà chúng con đã mơ ước bao nhiêu năm nay, chúng con có được cái ngày lễ này, rất hạnh phúc. Thực ra cái hôm đó thì phụng vụ họ lộn xộn lắm, họ hát không có đúng với phụng vụ, họ cũng rất là luộm thuộm. Nhưng mà thấy họ rất vui, bởi vì lần đầu tiên sau 70 năm, họ mới được cử hành một lễ vọng phục sinh tại cái giáo họ
mà đúng lý ra họ đã bị mất, bị trưng dụng làm kho lúa của hợp tác xã. Có những con người đã có những ước mơ rất đỗi bình dị, nhưng mà ước mơ đó lại cống hiến cho giáo hội những điều rất đỗi là tốt đẹp. Dù rằng chỉ là một cái mảnh đất nhỏ, dù là một nhà nguyện nhỏ, nhưng mà bây giờ nó trở thành cái nơi để quy tụ sống đức tin của cộng đoàn để được sống lại trong Chúa. Vậy chúng ta nghĩ gì? Lúc này đây mình xem coi mình có giấc mơ cao đẹp nào, giấc mơ tốt lành nào, hay là mình chỉ lanh quanh với những giấc mơ, với những ảo vọng như người con thứ. Rồi thì sau cái câu chảy đi phương xa thì tin mừng kết ngay luôn một câu: anh ta đã sống phóng đãng, phung phí tài sản của mình. Hỡi các bạn trẻ, chúng ta có quyền mơ, nhưng mà hãy mơ một giấc mơ của Thiên Chúa, một giấc mơ tốt đẹp, để từ đó chúng ta được Thiên Chúa chúc lành để thực hiện những điều tốt đẹp cho cuộc đời này. Thứ ba, giấc mơ kiến tạo ước mơ. Hẳn là rất nhiều các bạn trẻ đang ngồi đây cũng biết về Don Bosco. Từ giấc mơ 9 tuổi, cậu bé Joan Bosco đã có một giấc mơ được trao cho sứ mạng giáo dục giới trẻ. Dù ở trong một hoàn cảnh khó khăn, gia đình nghèo, bố chết sớm, lại thất học. Chúng ta thử hỏi coi, những em như vậy thì tương lai sẽ như thế nào? Ở giáo sứ Hóc Môn cũng đang có một cái lớp phổ cập. Có nhiều em cũng 10 tuổi, 11 tuổi, 12 tuổi, mới lớp 1, lớp 2. Nhìn thấy các em nó tung tăng chạy nhảy, tự nhiên thì cha cũng cảm động. Nếu không mở ra đó, thì các em sẽ phải đi bán vé số từ sáng đến tối mịt. Và nhờ mở cái lớp phổ cập thì các em có cơ hội đến đấy, đến nhà thờ từ lúc 7 giờ sáng cho đến 11 giờ. Còn chơi được với nhau, còn học được chữ. Có em không có chứng, không có giấy khai sinh. Một ngày cha có gặp công an, cha có nói là các em này nó cũng là công dân Việt Nam thôi. Xin các anh có thể giúp đỡ để cho các em có cái giấy khai sinh. Bởi vì khi cha làm cha xứ Bến Cát, cha thấy một cái tình cảnh rất đau lòng. Một cái bạn, bạn đó tên là Vinh. Hồi đó bạn ấy tham gia cái nhóm thảo cầm viên ở Thảo Đàn. Thì cha Vinh Sen Hùng, lúc đấy còn là thầy, đi lên giúp cái nhóm Thảo Đàn ấy và đưa cái bạn Vinh đấy về cộng đoàn Đông Bosco Bến Cát, giúp đỡ các bạn ấy học và lớn lên, nhưng mà không có giấy khai sinh. Ngày bạn ấy lớn lên, khi cha về làm cha xứ, bạn đấy không có giấy khai sinh, cho nên không có làm được căn chứng minh nhân dân, cho nên không đứng tên mua được xe Honda. Thế đi làm, cái xe Honda mua phải nhờ người khác đứng tên. Khi là cha làm cha xứ, thì bạn ấy xin trình bày để vô làm lễ cưới. Thì cha bảo là theo nguyên tắc, khi làm lễ cưới thì con phải có cái đăng ký kết hôn ở ngoài xã hội thì nó hợp pháp hơn. Thế nhưng mà bạn Vinh ấy nói: thưa cha, bây giờ con không có giấy khai sinh, không có căn cước công dân, không có đăng ký kết hôn được. Thế thì cha mới nói là nếu như bây giờ cha làm cho con cũng được, vì các cha đã biết gốc tích của con. Nhưng mà sau này con sẽ khổ là khi con sanh con ra, con đi làm giấy khai sinh thì giấy khai sinh đó chỉ có tên mẹ thôi, bởi vì con không đăng ký kết hôn cho nên không có tên bố trong giấy khai sinh. Đứa bé nó lại ở trong tình trạng là con của một bà mẹ đơn thân. Thế thì bạn Vinh đấy mới nói là thôi, để con từ từ kiếm cách. Sau đó bạn ấy nói là, trả lời cho cha là con đã kiếm được rồi, con tìm một cái nơi ở Kiên Giang để con xin nhập khẩu, rồi con xin để có giấy khai sinh. Khi bạn ấy nói với cha là bạn sắp có giấy khai sinh, thì đúng tuần sau bạn ấy chết. Bạn ấy là làm cái nghề làm thảo thuật vui cho những cái event, rồi bạn ấy bị suyễn. Cái ngày mà bạn ấy đi làm về mệt quá xong về ngủ, rồi cơn suyễn nó lên. Đến khi mà mò cái chai thuốc thì cái thuốc nó hết thuốc. Thế khi mà bò ra tới cái ngõ của phòng nhà trọ, trên tay cầm cái chai thuốc xuyễn mà hết rồi, thì chết nằm ngay giữa cái đường của hai cái dãy trọ.
vì gia đình không có, rồi thì có họ hàng xa quàn cái xác ở ngay cái góc ngã tư ở trường Đại học Công nghiệp. Thì cha lên đấy, cha xin về ở nhà thờ Bến Cát để quàn hai đêm lo cho bạn ấy. Cho nên cha cám cảnh cái cảnh mà vì không có giấy khai sanh đến cuối cùng là khốn khổ như vậy. Cha mới nhìn thấy những đứa trẻ Hóc Môn, cha có xin công an là hãy làm cho các em ấy cái căn cứ, cái giấy khai sanh vì nó là công dân Việt Nam. Chứ nếu không sau này nó sẽ khổ. Thử hỏi coi nếu những đứa trẻ như vậy, trong hoàn cảnh khó khăn như vậy mà nếu nó lớn lên thì sao đây? Các bạn thân mến, Đông Bosco cũng gần gần giống như vậy. Bố chết sớm, nhà nghèo mà lại thất học, thì con đường tương lai sẽ như thế nào? Vậy mà Đông Bosco đã có một giấc mơ, mà trong giấc mơ ấy, Chúa Giêsu đã trao cho Đông Bosco một cái sứ mạng giáo dục là hiến mình cho những đứa trẻ nghèo khổ bất hạnh. Để rồi từ cái giấc mơ đấy, Đông Bosco đã quyết tâm thực hiện. Mặc dù có thể nói hành trình của một cái thực hiện được một giấc mơ đấy rất vất vả, Ngài đã dám chọn những đứa trẻ nghèo làm đối tượng cống hiến cho một nền giáo dục không chỉ là thăng tiến phẩm giá con người mà còn cống hiến cả một con đường nên thánh cho giới trẻ về thực hiện giấc mơ của mình. Vì vậy chúng ta sẽ thấy ngay một cái điều là có những con người đã có những cái giấc mơ và từ giấc mơ đấy đã dám kiến tạo cho mình một cái ước mơ lớn lao. Ước mơ ấy không cho mình không phải chỉ là một cái ước mơ tôi sẽ lên thành phố để kiếm nhiều tiền và tôi sẽ đi du lịch nhiều nơi cho vui vẻ, nhưng mà cái ước mơ là để cống hiến cho người khác, để mở ra cho người khác một lộ trình để nên thánh. Đông Bosco đã có một cái giấc mơ và đã kiến tạo giấc mơ đấy trở thành một hành trình nên thánh, không chỉ cho mình và cho rất nhiều người. Những ngày này trong mùa chay thánh, khi các bạn tĩnh nguyện hay là có những giờ phút tĩnh lặng, đặc biệt trong thứ năm thánh chầu thánh thể, hãy cứ nhìn lên thập giá để thấy gì? Nhìn lên thập giá để chúng ta thấy mình được yêu thương. Chúa yêu thương chúng ta, Chúa muốn trao cho chúng ta một cái kế đồ của Ngài để nhờ đó mà chúng ta được cứu độ. Thiên Chúa đã yêu thế gian đến nỗi ban con một mình để những ai tin vào con của Ngài thì được ơn cứu độ. Chúa yêu chúng ta cho nên Chúa muốn chúng ta vượt những khỏi những cái giấc mơ tầm thường mà vươn lên cao hơn. Bởi vì chính Ngài nói, một khi tôi được dương cao lên khỏi đất, tôi sẽ kéo mọi người lên cùng tôi. Ngài kéo lên cái gì? Thưa rằng Ngài muốn kéo chúng ta ra khỏi những cái giấc mơ tầm thường để vượt lên trong cái sự cống hiến vì Chúa, vì các linh hồn. Ngài kéo chúng ta lên để từ nay trở đi, chúng ta nhìn thấy những giá trị tinh thần lớn lao mà chúng ta có thể giúp đỡ cho những người khác, như chính Đông Bosco đã sẵn sàng giúp đỡ cho biết bao nhiêu thanh thiếu niên nghèo khổ. Và Ngài kéo lên để thực ra, để thực hiện một giấc mơ là ghi đời, tên đời mình vào sổ các thánh ở trên trời. Đông Bosco có một cái rất hay mà cha thấy mình phải suy gẫm, bởi vì hình như cha đọc có vài vị thánh dám nói điều này. Thánh Phaolô thì nói cái câu là tôi đã đi cùng đường, cùng để kết cái con đường, giờ đây triều thiên dành cho người công chính sắp dành cho cha. Thánh Phaolô nói câu đấy. Đông Bosco thì nói với lại những đứa con cuối của mình khi sắp chết rằng là cha đợi chúng con trên thiên đàng. Ai cho chúng ta dám nói mạnh rằng khi mình sắp chết mình chắc chắn lên thiên đàng? Chắc chắn chúng ta sẽ phải suy nghĩ. Nhưng mà tại sao Đông Bosco dám nói câu đấy? Cha đợi chúng con trên thiên đàng là bởi vì Ngài đã dám hoàn thành cái giấc mơ của mình trong một cái sức năng động mạnh mẽ vô cùng. Bởi vì khi Ngài chết thì các bác sĩ nói là Ngài không chết vì các bệnh, nhưng mà Ngài chết bởi vì Ngài đã tã ra hết. Ngài đã làm việc quá hao tổn sức vì các linh hồn. Ngài chết vì như một ngọn đèn không còn dầu, chứ không phải vì một căn bệnh nan y nào. Như vậy có nghĩa là Ngài đã dám chinh phục cuộc đời này để thực hiện cái giấc mơ bằng một ước mơ rất mạnh mẽ, bằng cái ý chí và lý trí của mình. Để từ đó Ngài mở ra con đường cho biết bao nhiêu người trẻ có thể nên thánh. Trong đó có Thánh Đa Minh Savio và nhiều giáo xứ nhận làm bổn mạng của giúp lễ.
Trong đó có Laura Vicuña là một học sinh của các sơ dòng các Đức Mẹ Phù Hộ, cũng là con cái của Don Bosco. Trong đó có nhiều bạn trẻ khác mà từng là học sinh của Ngài và cùng Ngài lập nên hội dòng, như là Don Rua, như là La Sa Nhà. Tất cả những người đó cũng đã làm với Ngài thành một giấc mơ lớn lao. Hôm nay khi chúng ta quy tụ với nhau để chia sẻ những cái ước mơ để kiến tạo thành cuộc đời mình, chớ gì khi chúng ta suy gẫm cái câu chuyện người con thứ trong dụ ngôn người cha nhân hậu, để chúng ta nhìn xem coi những góc khuất đó có phảng phất trong chúng ta hay không. Rồi chúng ta cũng nhìn thấy Thánh Giuse mà 3 ngày nữa chúng ta mừng lễ bổn mạng, chúng ta thấy là liệu tôi có thể biện phân được cái giấc mơ mà Thiên Chúa nói với tôi, những sứ điệp, thì tôi có thể thành toàn được không? Và chúng ta hãy học cái Don Bosco rằng, nếu như Chúa nói với tôi trong một giấc mơ để cống hiến cho cuộc đời này, liệu tôi có can đảm để dấn thân, để cống hiến, để rồi thật sự là tôi cam kết rằng tên của tôi cũng sẽ được ghi trên trời như là Don Bosco không? Xin để lại những cái điều này cho tất cả các bạn trẻ tham dự hôm nay, để chớ gì khi chúng ta, năm ngoái chúng ta có chữ M là men, năm nay chúng ta có M là mơ, thì chúng ta thêm chữ 2 từ đó đi là may mắn cho hành trình cuộc đời chúng ta, để chúng ta cùng với Don Bosco làm nên một giấc mơ cuộc đời thật đẹp, đầy may mắn, là tên chúng ta được ghi trên trời. Xin cảm ơn tất cả anh chị em. Vâng, chúng con cảm ơn bài chia sẻ vô cùng ý nghĩa của cha Pedro về giấc mơ của cha Thánh Don Bosco, cũng như là sẽ giúp chúng ta tiến bước thêm một bước nữa trong hành trình tiến về đất hứa.